Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, ngoài cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất, kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên còn gửi đến quý vị hồ sơ các vụ trọng án đã và đang xảy ra với những phương thức gây án khác nhau của từng tên hung thủ, gây ra rất nhiều hệ lụy đau thương cho các nạn nhân, gia đình và xã hội. Có thể hồ sơ vụ án xảy ra đã lâu, nhưng mỗi vụ án ở đó là một bài học cảnh giác cho chúng ta trước những đối tượng coi thường pháp luật cần phải lên án trong đời sống hàng ngày mà Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên muốn truyền tải đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết của vụ án ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hai mẹ con cùng mang bầu. Mẹ của nữ sinh Nguyễn Thị Thanh Thơ, ngụ phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang, thoáng giật mình khi nhận ra bụng đứa con gái lớn của mình lớn một cách bất thường. Lúc này bà nghĩ lại thì nhận thấy gần đây con gái có rất nhiều biểu hiện lạ, y như của một người phụ nữ đang có bầu. Dù Thơ mới đang học lớp 11, tiếp tục quan sát thêm một vài ngày, bằng kinh nghiệm của một người mẹ đã 3 lần sinh con và cũng đang mang thai đứa thứ 4, bà cảm nhận được linh tính của mình gần như là chuẩn. Lúc này bà mới tì tê trò chuyện, dỗ ngon dỗ ngọt của con gái để kiểm chứng lại sự nghi ngờ của mình, đồng thời truy tìm thủ phạm. Chưa hết bàng hoàng, khi nghe con gái nhận đúng là con đang có bầu, thì người phụ nữ bất hạnh này còn xanh lét mặt mày khi được con gái cho biết chủ nhân của cái thai chính là thằng em trai của mình, tên Võ Anh Tính. Mất cả chục phút để định thần lại, bà mẹ quyết định triệu tập đại gia đình, bàn cách giải quyết hậu quả, sao cho êm đẹp để khỏi mắc cỡ với người đời. Lúc đầu bị chị hai tra hỏi, Tính lắc đầu nguầy nguậy, không chịu thừa nhận mình đi làm, không chịu thừa nhận mình lại đi làm cái việc táng tận lương tâm như thế, càng không thể là tác giả của cái thai. Tuy nhiên khi đã có mặt đầy đủ các thành viên trong gia đình, mà trong đó có người đã tận mắt chứng kiến, biết không thể chối tội, thì Tính đã thừa nhận nhưng lại nói do tôi quá xỉn nên đã không làm chủ được bản thân. Theo lời tường trình của hai cậu cháu, thì sự việc bắt đầu từ buổi trưa một ngày tháng 3. Trước đó do nhà xa, nên từ khi lên thị xã học cấp 3, Thơ đã nghỉ lại tại nhà ông ngoại ở gần trường để tiện việc đi lại. Chiều hôm đó, sau khi đi học về và ăn uống xong xuôi, cô đi vào phòng ngủ dưới tầng trệt nhà ông ngoại để ngủ. Khoảng 13 giờ 30 phút, thì Tính đi nhậu về, cũng ghé vào phòng thì thấy cháu gái đang nằm ngủ một mình. Lúc này Tính tắt đèn trong phòng, thả rèm cửa rồi đến nằm sát bên đứa cháu ruột. Nằm một lúc mà không thể nào chợp mắt được, Tính quay sang nhìn cô cháu phồng phao và tràn đầy sức sống. Ham muốn đê hèn nổi lên, Tính không thể làm chủ được bản thân mình, nên đã bất chấp luân thường đạo lý, bắt đầu giở trò bị ổi, vòng tay ôm lấy cháu rồi sờ soạng. Thấy cháu không có phản ứng gì, nên gã ngồi dậy lấn tới. Lúc này nữ sinh tỉnh dậy, phát hiện sự việc nên dùng hai tay xô cậu ruột ra thì bị gã đe dọa, mày la tao cho một trận. Sợ hãi, đứa cháu không dám la lên cầu cứu. Sau khi thỏa mãn, gã cậu khốn nạn mặc quần áo vào rồi bỏ đi ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra, mặc cho cô cháu gái ngồi khóc tức tưởi. Bản tường trình ghê tởm. Quen mùi nên sau lần đầu, theo lời các đương sự thuật lại, thì cứ khoảng 3 đến 4 ngày sau, hoặc lâu nhất là một tuần, Tính lại tiếp tục thực hiện hành vi đó với cháu ngay tại nhà mình, trong buồng ngủ vào các buổi trưa. Đến khoảng lần thứ 6, đứa cháu sợ hãi, không nằm ngủ dưới phòng ngủ tầng trệt nữa, mà lại lên phòng ngủ trên lầu. Tưởng làm vậy thì sẽ thoát nạn, nhưng ai ngờ gã thanh niên vẫn không buông tha. Khi đi chơi về, không thấy cháu ở dưới tầng trệt, gã lại mò lên gác tìm kiếm và đòi cháu phải chiều. Cũng trong lần hành sự này, sự việc đã bị người anh ruột của Tính bất chợt phát hiện, bắt quả tang. Chứng kiến thằng em làm chuyện đốn mạt, không giữ được bình tĩnh nên anh này đã kéo Tính ra và nện cho một trận. Thấy sự việc bị bại lộ, cô cháu khi ấy mặc quần áo và đi xuống nhà dưới. Còn thủ phạm thì khúm núm, năn nỉ. Xin anh Năm tha thứ, đừng mép với ai. Đồng thời thề thốt sẽ không bao giờ dám tái phạm nữa. Nghĩ thằng em khốn nạn đã biết sợ và sẽ thành tâm hối cải, nên người này cũng giấu, không nói lại chuyện này với ai, mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở mọi người trong nhà, đừng cho con Thơ lên trên gác nữa.
Về phần tính, đã quá quen mùi nên đâu có dễ dàng gì từ bỏ. Những lời hứa leo của tính chỉ như gió thoảng, mây bay. Sau lần bị bắt quả tang, tính vẫn tiếp tục làm chuyện ấy thêm nhiều lần nữa. Tổng cộng theo tường trình của nạn nhân và thủ phạm, tính đã làm khoảng 15 lần, do nhiều quá nên không thể nhớ cụ thể được như trong bản tường trình. Về phần nạn nhân, sau một thời gian không còn gần gũi với ông cậu ruột của mình, nạn nhân cũng cảm nhận thấy trong bụng mình có một cái gì khang khác. Với những kiến thức đã được học ở trường, Thơ cũng lơ mơ hiểu được mình có thể đã có thai. Nhưng vì sợ cha mẹ la dày, sợ mọi chuyện bị vỡ lở, sẽ mắc cỡ với mọi người nên không dám nói với ai mà giấu kín chờ tìm cách giải quyết đến khi bị mẹ phát hiện. Tương lai đứt gánh. Đau đớn ê chề sau hội nghị gia đình được tổ chức đã làm rõ sự việc. Người mẹ dắt con gái đến bệnh viện. Qua siêu âm, bác sĩ khẳng định cái thai trong bụng đã được 29 tuần tuổi, đã quá lớn nên không thể bỏ được nữa. Vì vậy cô gái phải nghỉ học về quê nội ở Cần Thơ để chờ ngày phải làm mẹ. Và thế là sau khi đủ 9 tháng, 10 ngày, cô gái này đã chính thức làm mẹ. Sau đó vài ngày thì người mẹ trẻ này lại có thêm đứa em gái thứ ba. Khi người mẹ của cô cùng khoảng thời gian này cũng đã sinh ra đứa con thứ tư. Do cả mẹ và con cùng sinh trong khoảng thời gian gần nhau nên con ai người ấy lo. Cô ở nhà nội, còn bà mẹ thì về nhà cha đẻ của mình nhờ các anh chị em chăm sóc. Tuy nhiên mẹ của Thơ cũng chỉ ở đây được vài ngày thì xảy ra mâu thuẫn với bố ruột của mình xung quanh chuyện nhờ pháp luật xử lý thằng em hư đốn. Trong một lần uống rượu say, người cha 61 tuổi vì mâu thuẫn quan điểm với con gái nên đã động tay chân với mẹ của Thơ. Vậy là chị bồng con về nhà trọ của hai vợ chồng ở, chứ không nương nhờ nhà ngoại nữa. Theo tìm hiểu thì thủ phạm Võ Anh Tính là con thứ 6 trong gia đình, có tất cả 8 anh chị em. Một người dân sống gần gia đình Tính cho biết nó làm nghề mổ heo thuê và cũng bồ bịch dữ lắm. Nghe nói nó đi làm thường lấy trộm lòng heo của chủ, đem về bán lấy tiền, bao mấy con ghệ của nó hoặc đi ăn nhậu. Nó nhậu cũng chẳng chịu thua mấy ai đâu, lại còn thay bồ cũng như thay áo. Thế nhưng không ai ngờ nó lại có thể làm như vậy với đứa cháu ruột của nó như vậy được. Thật đổ đốn. Được biết, sau khi tiếp nhận thông tin, điều tra, thu thập chứng cứ để chứng minh tội phạm và người phạm tội, để đảm bảo việc truy cứu trách nhiệm hình sự được thận trọng, khách quan và chính xác, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Ngã Bảy đã ra quyết định trưng cầu giám định ADN của Tính và đứa bé mới sinh. Kết quả cho thấy Tính chính là cha ruột của đứa nhỏ. Nhận thấy hành vi phạm tội của Võ Anh Tính đã gây tâm lý hoang mang, bất bình trong quần chúng nhân dân tại địa phương, liên ngành tố tụng, công an, kiểm sát, tòa án của thị xã Ngã Bảy đã tiến hành họp, thống nhất đây là vụ án điểm để tập trung chỉ đạo việc điều tra, truy tố và xét xử nhanh nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương, răn đe tội phạm. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.